Vâng, và vào lúc này thì các hãng dược cũng đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển các vaccine ngừa biến thể mới hướng tới tiếp cận toàn cầu. Giám đốc điều hành của Pfizer, ông Albert Bourla hôm qua cho biết là có thể sản xuất một loại vaccine ngừa biến thể Omicron trong vòng khoảng 100 ngày nếu như mà nghiên cứu cho thấy vaccine hiện tại kém hiệu quả với biến thể mới này. Hiện thì các mũi vaccine tăng cường của hãng dự kiến có hiệu quả ít nhất là 12 tháng và sẽ cần tiêm nhắc lại hàng năm để duy trì khả năng bảo vệ cao trước virus.